Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh đi qua tuần hình nha. Hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh em rất là nhiều dụng cụ Nhật ở đây ha. Ok, đầu tiên mình cũng tổng quan sơ cho anh em dễ theo dõi nha. Cái bộ đầu tiên thì nó rất là nhiều cái cần với lại cái đầu tuyếp ha, cái bộ con dọi ha. Có một số bác với một số anh hỏi dọi 4 lạng với lại 5 lạng thì mình có set cho hai bộ ha. Để mình muốn các bác với các anh xem để xem kỹ hơn ha, bởi vì có nhiều người thì không có xài Zalo cho nên mình không có gửi được hình ảnh với lại cái clip riêng của từng món nha. Tiếp theo đó là mấy cái bộ làm vườn ha, mấy cái xẻng đợt này thì rất là đẹp ha. Cây xà beng dài 1 m và một cái kéo các cành của RS cán nhôm cực kỳ đẹp anh em nha. Rồi, và đặc biệt là một cái bộ tuyếp đầu 1/2 của hãng Lon anh em ha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, đồng thời anh em bấm nút chuông thông báo bên cạnh ha để có thể cập nhật cái video bên mình một cách nhanh nhất nha. Ok, đầu tiên là giới thiệu anh em cái bộ cần với tuyếp giá 300.000 nha. Thì ở đây là mình có kèm thêm một cái bộ nhỏ này anh em ha. Cái bộ nhỏ là bộ này thì nó chỉ gồm có 4 đầu thôi. Đợt trước thì 6 đầu á, bộ này 4 đầu thôi. Như là 4 rồi 5 rồi 5.5 ha. Cái loại mà 6 ly thì mình hết ha, hiện tại đang hết. Kèm bộ này nha. Và cái bộ tiếp này thì mình có giới thiệu rồi, 12 đầu ha, từ 7 cho tới 19 trừ số 13 ra. Ở đây thì mình có một cái cần, một cái đầu nối ha. Cái đầu nối này thì nó dài chắc cỡ, mình đo cho chính xác ha, 8 phân mình đo. Bảy phân rưỡi anh em nha. Và một cái cần này nó giờ chỉ có 10 phân thôi. Cái cần này là cái cần xịn anh em nha. Cái cần này thì nó là của hãng, nó có hãng này của hãng Kowa nha. Nó quay rất là êm luôn. Hàng này thì đúng là hàng xịn 100% anh em yên tâm ha. Nhưng mà nó bị ngắn mớt anh em nha. Đó, cho nên nó làm ngắn như vậy. Thì mình nghĩ là anh em đôi khi anh em cần những cái cần nó không còn dài đút gọn túi thì cái này là lựa chọn tối ưu nha. Đây, kèm theo đó thì cái này thì nếu mà anh em muốn nối dài thì anh em tặng anh em thêm một cây KTC cũng đầu 10 phân, đầu 10 ly này ha, để anh em chế có thể nối dài ha. Anh em có thể chế cái đầu ống này rồi bắt vào kia ha, mình nghĩ không nên bắt cứng nha, bởi vì cây kia nó ngắn nó cũng có cái hay ha. Mình bắt cứng thì nó lại thứ nhất nó xấu, thứ hai là nó mất được khi mình cần ngắn mình đút túi thì nó lại không được hay phí anh em ha. Rồi, tất cả cái bộ đó là giá là 300.000 nha. Cái này thì mình có giới thiệu rồi. Nó có một khay nhôm, và 12 đầu anh em ha. Ở đây thì nó dọc số rồi chữ XÀ BENG ở đây. Nói chung thì nó về độ đẹp thì nó rất là đẹp ha, nhưng mà mình có nói qua chất lượng của nó thì mình nghĩ là hàng Trung Quốc xuất Nhật chứ không phải sản xuất tại Nhật nha. Đó. Rồi, ok, tới combo số 2 thì nó gồm 3 cục luôn anh em ha. Dõi lùng này thì dõi phâm lùng này thì mình còn đúng 2 cục thôi, mình gom luôn. Một cây 400g á, 400g nha. Cái này thì còn rất là ok ha. Đó. Cây này thì 500g nha. Đó. Cái đầu không được nhọn lắm ha, nó hơi mòn tí nè. Nước sơn này màu đỏ còn luôn ha. Và kèm theo đó là một cái đầu 400g phong dài ha. Đó. Đây là của Yamaguchi anh em nha. Đó. Rồi. Combo này thì giá 300.000 nha. Tới combo số 2 thì nó gồm hai cái đầu 550g. 550 anh em nha, đều là Yamaguchi hết á. Còn nói chung khá là mới và đẹp ha. Đó. Rồi, combo số 3 anh em nha. Tới combo số 4 là 3 cây búa ha, 3 cây búa, một cây búa nhựa đinh, một cây búa để anh em gõ xỉ và một cây búa để cái này cũng đóng đinh ha, hoặc là gò được nha. Bởi vì nó một đầu phẳng một đầu thì hơi bo. Cái búa đóng đinh này thì cũng còn khá là ok anh em ha. Đó. Loại này thì nó gọn nhẹ thôi anh em nha. Mình cần 3 cây thì nó nặng bao nhiêu đó. ba cây này nó nặng gần 9 lạng thì là mỗi cây nó gần 3 lạng thôi anh em nha, đó cho nên dễ hình dung rồi. Cây thứ hai là cây búa này mình có nói rồi ha, một đầu phẳng, một đầu thì hơi cầu cầu tí, nó có cấn anh em nha. Đó, rồi. Mỗi cây trung bình là giá 80.000, giá rất là tốt anh em nha. Cây này thì là cây búa chuyên là xỉ hàng của OH, đầu 1/2, 1/2 LBS anh em nha. Cây này thì còn rất là mới ha, đầu này là zin nó vuốt nhọn luôn em ha. Đó. Rồi ok, combo này thì giá 2.4 nha. Tới số 5 là một cái cây mở lết ngang không răng anh em nha, anh em lưu ý ha, form là form giống như mở lết răng nhưng mà nó không có răng. Đợt trước thì có một khách nha, thì mua cái này thì mục đích là để giữ cái ống thì mình có tư vấn là phải dùng mỏ lết răng anh em nha. Còn cái mỏ lết này thì nếu biết nó chỉ giữ được những cái này thì thường là dùng ở nhà tắm này, những cái nhà tắm để anh em vặn những cái con ốc lớn hoặc là nó có góc cạnh nha, chứ không thể giữ ống trơn được ha. Đó. Rồi mình đã tư vấn rồi, nhưng mà về giữ cái này làm sao mà giữ ống được, em hình dung làm sao mà giữ ống được đúng không? Đó. Về bảo là giữ ống không được rồi đòi trả này kia, nói chung nó rất là mất công anh em ha. Mỗi cái nó có một công dụng, mình mua cho đúng cái công dụng của nó thì mình xài nó sẽ rất là ok. Cây này nó nặng tới 600g anh em nha, kích thước nó là 28cm. Cái này là của hãng Super á, làm rất là dày dặn. Cái này tất nhiên nó có rơ này nha, cái thiết kế loại này nó rất là dễ rơ anh em ha. Đó. Cái loại này có những cây của Mỹ á, nó xài lâu thì vẫn có độ rơ, nhưng mà mép của ngàm còn rất là tốt, răng như mới luôn. Ốc của nó còn nó chưa có bị, nói chung chưa có vặn ra vặn vô anh em ha. Đó. 600g anh em nha. Cây này thì giá 240.000 ha, cây số 4 ha. Rất là nhẹ nha. Rồi, cái combo số 5 này nó gồm, xin lỗi, nó combo số 6 chứ. Combo số 6 giá 200.000 nha. Nó gồm cũng khá là nhiều món, khá là hay. Ở đây nó có một cây liềm anh em nha. Liềm này anh em thấy có chữ đàng hoàng ha. Lưỡi này có lẽ là lưỡi 18 nha. Cái này thì nó bị cắt ngắn khoảng cỡ 15 phân. Tất nhiên anh em vẫn dùng mà rất là tốt ha. Nó có những cái liềm lưỡi zin, cái cán zin nó chỉ ngắn như vậy thôi ha, nhưng mà cái cây này zin của nó dài hơn tầm 15 phân. Đó. Lưỡi thì nó có nhâm nhẹ nhẹ ha, nhưng mà cái này là thép rất là tốt nha. Anh em thấy loại lưỡi này thì thường là hàng tàu xuất Nhật rất là nhiều á. Cây này thì nó có chữ rất là đẹp đây nha. Rồi. Một cây cao rất là quen thuộc ha. Cây này là mini. Một cái cây để anh em móc lỗ để có thể gieo hạt, hoặc là với cái mũi này thì nó mài hơi tà thì anh em tạm có thể dùng làm cuốc được luôn nha. Nó khá dày so với một cái bộ mini này ha. Đó. Đặc biệt là một cây cào, anh xin lỗi nè, một cái xúc rất là đặc biệt đây ha. Nó cố ý nó làm cái đầu răng này để anh em xúc cho nó vô đất, những cái nơi đất cứng ha. Đó. Thiết kế này, nhìn nó đơn giản nhưng mà nó cũng khá là tinh tế anh em ha. Rồi. Bốn cái này thì giá là 200.000 nha, giá rất là ok ha. Đó, tới combo số 7 cũng rất là hay này nha. Số 7 giá cũng rất là tốt luôn. Ở đây cái xúc này phải nói là một trong những cái xúc size này mà nó dày nhất mình từng bán anh em ha. Size này thường nó không làm dày với nặng như vậy đâu ha. Rất là chắc chắn luôn. Rồi, cây cào này thì quen thuộc, nó giống như cây kia nha, giống như trang ha. Một cái xúc này chắc là xúc để đổ rác này kia, nó cũng rất là tiện anh em ha. Cán kim loại từ đầu đến cuối luôn, này đúc liền luôn em nha, liền luôn một khối luôn ha. Ở đây là lúc mình chưa vệ sinh là nó có tem đây nha, nhưng mà do nó hơi xét ở đây mình có vệ sinh thì nó mất cái tem ha. Đó, cái này khá là dài so với cái bộ này nha. Rồi. Và cuối cùng là một cây cuốc. Cái cuốc này thì cái cán nó thì do nó là mini thì anh em sử dụng không có quá nhiều lực thì anh em vẫn dùng được nha. Cái điều cái cán nó thì không được đẹp thôi ha. Đó. Được cái thì nó làm khá là dày so với một cái cây mini. Đó. Anh em trau chuốt lại tí nữa là ok ha. Cái này xài bộ mini thì nó rất là tiện. Rồi, bộ số 7 giá 200.000 nha. Tới cây số 8 là một cái cây kèm cộng lực MCC size 350mm. Cái loại này thì cáp của nó là 6 ly. Là nó khả năng cắt của nó, cái cây sắt phi của nó là 6 ly nha nè. Anh em lưu ý thì cái loại này thì nó chuyên cắt sắt tròn nha. nó không có cắt sắt tấm hoặc là nó không có cắt cáp xoắn này kia được anh em ha, nó không có chuyên. Ví dụ như em cực chân đã anh em cắt cáp xoắn vẫn được, nhưng mà nó anh em sẽ thấy nó không có ngọt ha. Đó, nó chuyên cắt sắt cây anh em nha. Đó, ví dụ như em cần mà cắt cáp xoắn thì anh em nên mua một cái loại chuyên nha, thì nó sẽ công việc anh em nó sẽ trôi chảy hơn ha. Rồi ở đây thì nói chung nó zin hết tất cả luôn em nha, từ con ốc tới tay nắm tất cả đều zin hết ha. Cái này còn rất là đẹp, chỉ có mỗi tội là nước sơn nó hơi trầy thôi, mà đó là gần như nó về đây là hơn 90% là mất nước sơn, nó chuyện bình thường ha. Quan trọng nhất anh em xem cái mép nó mình cực kỳ ấn tượng ha. Rất là khó có cây nào xài tới cùng đời nó mà còn cái mép còn mới như nó anh em nha. Đó. Rồi ok, cây này xài 350, giá 300.000 nha. 8 này nha. Số 9 là cái xẻng này thì nặng tầm 6 lạng hơn á. Cái này nó sơn này chứ không phải là rổ anh em nha. Nước sơn của nó làm nổ khá là hay ha. Đó. Cái này còn rất là mới. Đó kích thước nha. Độ rộng của nó là 18 nha. 23 ha. Tính luôn phần rã cán nó là 31 nha. Rồi. Cái này còn cũng khá là dày anh em ha, khá là dày. Nó thì so với cây này thì nó là size nhỏ thôi anh em nha. Cái cây size con voi là cái size thuộc loại size khủng rồi ha. Cây số 9 này giá 150 anh em nha. Rồi, cây số 10 là một cây cào ha. Cây cào này thì size nó thì không quá lớn nha anh em nha, nhưng mà nó dày khủng khiếp luôn ha. Anh em thấy ha. Nó rất là dày so với cái size này ha. Tính luôn phần trà cán nó 23 nha. Tính cái răng hồng nó 18 ha. Độ rộng của nó là 12.5. Cây này còn rất là mới luôn. Em thấy cái đoạn vát này thì nó vẫn còn nha. Đó. Nếu mà xài nhiều thì cái đoạn này nó đã hụt lên trên này ha. Rồi anh em mà không thích cái size quá lớn thì cái size này nó rất là hợp lý. Bởi vì nó cũng rất là nặng và nó gọn nha. Nó nặng nhưng mà nó lại gọn ha. Đó. Rồi cái số 10 giá 120 nha. Cây 11 là một cây con voi ha. Đây. Có logo với có chữ steel đây ha. Đó. Thì nó còn tán, nó chỉ mất cái cán thôi. Cái này nó dính xi măng anh em nha, lúc về thì nó dính rất là nhiều ha. Vệ sinh tới đây thì cũng hơi đuối rồi, về anh em xài thêm nha. Anh em thấy cái đường này nó còn rất là nguyên nha anh em, form nó còn rất là mới luôn anh em ha. Đó. Không có bị lõm hay bị gì vô hết ha. Cái loại này thì nó rất là dày, nặng tầm 1kg đến 1,1kg anh em nha. Đó. Size nó thì thuộc loại size lớn rồi. Nó chưa có khủng bằng cây đợt trước mình bán, nó nặng 2kg mấy, 2kg gì vậy, nhưng mà nó cũng rất là lớn. Bạn nó 24.5 nha. Dạ nó 28 ha, tính luôn phần ra cán của nó là tới 40, 41 lận nha. Đó. Cây số 14 này giá là 240.000 nha. Xin lỗi anh em, cây số 11 chứ 240.000. Rồi, giới thiệu với anh em cái số 12 này ha. Số 12 này thì một cái kèm cộng lực MCC và tặng kèm anh em thêm một cái cây TUYP Nissan ha, của Nissan Motor. Đó. Cái cây của MCC này, hàng này là hàng special anh em nha. Đó. Thì anh em biết hàng của Nhật mà nó có chữ special vô thì nó không phải giống như hàng tàu thì nó ghi cho có anh em ha. Thì tất nhiên là cái độ cứng của cái mép cắt nó sẽ hơn hàng normal anh em nha, hơn hàng thường anh em ha. Đó. Rồi. Cái mép này anh em thấy màu, anh em thấy cái phần màu trắng trắng không? Nó là do khi mình cắt đó, nó đẩy mất cái nước sơn của nó nha. Chứ không phải là mẻ hay gì hết ha. Cắt đồ cho anh em dễ thấy nè. Đó. Nói chung cái mép nó sẽ không được 100% ha, nhưng mà nó còn rất là ok luôn. Đó. Cắt thì rất là ngọt anh em ha. Rồi. Đây, combo này là số 12 giá 150.000 nha. Tới cặp cảo 13 ha, cặp cảo 13 là một cái của Super và một cái của Crab ha. Crab là con cua anh em nha. Nếu mà anh em có lobster rồi thì là vừa cua vừa tôm ha. Cặp này là cặp 50 mm, giá là 240.000 nha. 50 mm là cái khả năng kẹp của nó là 5 cm anh em ha. Cây con cua anh em nha. Nói chung những cái quan trọng như thanh vít me ha, là đồ vặn nó thì nó rất là ok rồi, nó rất là trơn tru rồi ha. Đấy nè, còn rất là mới nha. Chỉ có xung quanh đây thì nó hơi có dính tí dấu hàng này kia thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái việc kẹp của anh em ha. 50mm nha anh em, là tương ứng là 2 inch anh em ha. Rồi. Và cái này cái Super cũng vậy ha, cái này thì rất là nuột ha. Rồi. Nói chung loại này thì thép nó tốt cực kỳ rồi anh em biết ha. Nếu mà anh em mua cái loại hàng mới bây giờ như của Asaki chẳng hạn ha, máy hàng tàu á, thì nó làm bằng gang nha, thì nó rất là, khi mà anh em quá lực thì nó rất là dễ nứt ha. Còn này thì chất lượng nó cao hơn rất là nhiều lần. Cặp số 13 đó 240.000 nha. Tới cặp 14 em ha, cặp 14 là giá 200.000, gồm một cây 27 và một cây này có lẽ là 733. Cái này mình chưa có đo. 32 anh em nha, 32 ha. Đều là hàng thủ công hết ha, đều nói chung nó cũng khá là xứng đáng cho anh em để vừa sưu tầm ha. Đó. Và vừa sử dụng nha. Hàng này là cây XÀ CẠY ha. 27 cm, chữ thì đầy luôn ha. Đó. Rồi, và đặc biệt cái cây này rất là độc ha, cây 32. Đó. Cái này anh em sử dụng rất là thích tay anh em nha, và nó cũng rất là độc để anh em có thể sưu tầm ha. Nó có chữ, có logo khắc cực kỳ đẹp ở đây luôn ha. Đó. Chỗ này nó cố ý nó làm lên cho giống xà cầy anh em ha, nhưng mà cái chỗ này thì khả năng đóng nó không có tốt anh em nha. Nó làm cá gờ lên nhìn rất là đẹp ha. Đặc biệt là hai cái phần nhổ đinh nó làm rất là nhọn, nhìn rất là ấn tượng anh em nha. Rồi, cặp số 14 là giá 200.000 nha. Tới cặp 15 là một cặp Dogyu á, cặp đầu trâu. Cặp này thì nó lớn hơn cặp đợt trước rất là nhiều. Cặp đợt trước thì nó là 23 và 30, cặp này nó là 28 và 36 ha. Đó. 23 và 30 thì nó chỉ nặng bằng cái này thôi. Đó, cây nói chung hai cây mình thấy cây nào cũng rất là ok anh em ha. Đó, phần vô đinh nè. Made in Japan, đầu trâu này ha, bên đây cũng đầu trâu Dogyu ha. Rồi. Đặc biệt cái cây size tới 36 anh em nha. XÀ CẠY nó làm size 45 nó rất là ít anh em nha, và 60 thì đặc biệt cực kỳ hiếm anh em ha, chứ còn 30 đổ lại thôi. Và form nó là form tiết diện hình vuông anh em sẽ hay thấy ha. Còn đầu trâu 36 này nó rất là ít anh em nha. Size này thì vừa sử dụng mà đặc biệt vừa sưu tầm rất là ok, rất là đẹp ha. Đó, đầu đinh nè. Thép đầu trâu thì cực tốt rồi. Đó, cặp 15 thì giá 250.000 này nha. Rồi, tới cây 16 là cây này thì cũng khá là quen thuộc anh em ha. Loại này thì anh em rất là yêu thích nè. Nó dài 63 cm nha. Cái này là của RS anh em ha. Tay nắm thì nè, nó nhẹ như vậy khả năng là bằng nhôm nha. Đó. Và nó có nhựa ở đây để cho anh em cầm nó êm tay và nó đẹp hơn nữa anh em ha. Đây thì nó có cái mã của nó rất là quen thuộc, K1000 series ha, series K1000 này, RS Professional. Đó. Rồi ở đây thì nó có chữ Changeable blade anh em ha, nghĩa là cái lưỡi này có thể thay được nha, nên chỉ cần tháo con ốc này ra ha, tháo con ốc ra luôn thì tháo rơi được cái lưỡi ra, nó giống như là hai cái dao vậy anh em nha. Đó. Hãng RS thì nó có logo con cá sấu ha. Rồi. Cái này thì còn nói chung là zin tất cả, từng ốc, từng con tán, tất cả hết ha. Đó. Cái lưỡi nó thì nó không có được 100% nha, nhưng mà nó rất là bén anh em ha. Đó. Tất nhiên anh em phải xem zoom thật kỹ thì anh em mới thấy nó nhâm nhẹ nhẹ thôi, cắt thì cực kỳ bén ha, anh em yên tâm. Form này thì nó hiếm hơn so với cán gỗ rất là nhiều. Loại cán nhôm mà hàng tàu rất là nhiều ha, còn cái loại hàng Nhật như vậy thì nó sẽ rất là ít. Cán nhôm thì nó đẹp ha, nhưng mà thường là cái lưỡi nó không có tốt, còn cái này thì cái lưỡi thép rất là tốt anh em nha. Ok, cái số 16 này giá là 280 nha. Cây này thì cây số 17 này ha, sale giá cái này là 500.000. Cây này nó nặng 3,2 kg, nó dài 1 m nha. Phi của nó là phi 22 ha. Đó. Đây nó hình tròn á, phi 22 nha. Cây này thì giống như là nó chưa xài vậy anh em ha. Anh em biết có cái nước sơn này nè. Thứ nhất là nước sơn nó còn nguyên nha. Giả sử như nước sơn đây này còn nguyên thì khi mà xài chắc chắn nước sơn nó không còn như vậy ha. Đó. Nhìn thấy hết tem rồi. Đó, em xem đầu bên này ha. Đó. Nói chung nó rất là mới luôn ha. Đó. À, mặc dù nó là xà beng nha anh em, nhưng mà khi anh em đi công trình anh em biết ha, đôi khi cần gõ gì thì mấy anh cũng hay trở đầu để gõ lắm nha. Cho nên dù là xà beng ha, nếu mà đã dùng rồi này vẫn có cái dấu gõ này nha. Còn riêng cái này thì nó rất là mới ha. Nó nặng tới 3,2 kg nha, giá là 500.000 anh em nha. Dài 1 mét anh em nha, đúng 1 mét ha, cực kỳ mới luôn, mới như chưa xài luôn. Đó. Ok. Rồi, tới cái bộ này thì nguyên hộp, nguyên bốc của nó là 650.000 nha anh em. Nó nặng 2,7 kg tổng cộng nha. Đó, để cho anh em thấy được cái độ lớn, cái độ nặng của nó. Thì cái bộ nguyên bộ của nó là nó gồm một cái cần, này cần siết tự động đầu 1/2, một cái đầu nối ha, và một cây cũng là một cây nối thôi chứ không phải là chuyển đổi anh em nha. Cũng là 1/2 ra 1/2 nhưng mà nó đổi được góc nha. Đó. Rồi. Và kèm theo đó là 13 đầu, từ đầu số 9 nha cho tới đầu số 26 ha. À, gần như là kín đầu luôn ạ, gần như là kín luôn anh em nha. Đó. Thì cái này để cho anh em lựa chọn nha. Nếu mà anh em lấy đầu không thì giá nó là mình có thể bán lẻ luôn ha, bởi vì đôi khi anh em có bóc rồi thì là anh em lấy phía trong không là 550 nha. Còn nếu anh em mua cái hộp thì giá 150 ha, tùy anh em nha. Còn nếu anh em mua cả hai thì là giá nó là 650. Đó, cho nó dễ anh em nha. Đó, bởi vì rất là nhiều anh em thích cái hộp á, còn cũng rất là nhiều anh em chỉ thích cái bên trong thôi, tùy anh em nha. Chung hộp mình, nói chung riêng cái phần hộp không mình rất là thích nha em ha. Đó, những cái hộp như vậy thì mình nói chung rất là thích để đựng những hộp rất là dày anh em nha. Đó. Những hộp này anh em đựng rất là thích ha. Rồi, thì cái cần này là cần hãng Long anh em nha. Đó. Hàng này thì nó thật anh em là giống như là nó chưa xài vậy, nhưng mà về thì nó sẽ có những cái dấu đốm vàng vàng này nha. Anh em thấy bên trong này ha. Đó. Đó. Còn gần như nó không có cái dấu gì gọi là sử dụng ha. Đó. Bên trong em thấy nó sẽ có cái dấu vàng vàng đó. Đó. Cần này thì cũng rất là êm. Đó. Cái điều cái lớp mạ trên này thì anh em nhìn thấy nó không có được mượt lắm nha. Đó, long ratchet rain ha. Đó. Anh em thấy cái lớp mạ trên này nè. Đó, nó không có bóng ha, nó không có bóng. Nó cố ý nó mạ nhám anh em nha. Tùy người ha, có người thì thích bóng, người thích nhám ha. Ở đây thì nó làm sáng này. Ở đây thì nó làm nhám. Nói chung nó cũng cái này nó cũng thể hiện nó là nó làm được nhiều cái thôi ha. Còn chất lượng của nó thì mình đánh giá thì tất nhiên là hàng trơn không có cửa với nó đâu, nhưng mà so với hàng tông nha thì mình nghĩ nó sẽ không bằng ha. Còn được cái là nó rất là đồng bộ ha, rất cực kỳ đồng bộ luôn. Từ 7 tới 26 mà. Nên em thấy ha, nó làm nè. Cái hàng xịn thì nó làm nhìn rất là khác so với những cái hàng trơn khác anh em ha. Đó, nó làm răng xung quanh này ha. Chữ này, chất liệu. Riêng cái chất liệu SCM này thì anh em sẽ thấy rất là nhiều trên mấy cây lục giác xịn anh em nha. Những cây lục giác xịn như của Sehi ha. Thì anh em sẽ thấy cái chất liệu SCM. Đó, tất cả đều như nhau hết ha. Hiểu lon nó để trong cái dấu nháy này nghĩa là gì mình cũng chưa có tìm hiểu ra. Nó để trong cái dấu nháy này không biết là ý nghĩa gì đây ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cái nữa 13 đúng không? Tổng cộng 13 đầu. Một cái đầu nối dài, rất là độc anh em nha. Đó, nó có thêm cái này cho anh em khi mà anh em không dùng cần anh em có thể đúc một cái cây sắt vô đây để mà quay ha. Đó. Rồi ok, mình báo giá quá rồi ha, nguyên bộ là 650, nếu anh em lấy đầu không 550 ha, cái hộp là 150 nha. Đây, mình giới thiệu với anh em tổng quan sơ cũng khá là nhiều món ở đây ha. Anh em nào quan tâm đến món nào thì anh em vui lòng xem thật kỹ nha. Đó. Hình dạng ha, kích thước bề ngoài của nó để anh em lựa được đúng cái món mình cần phục vụ cho cái nhu cầu công việc hoặc là sưu tầm hoặc là tặng cho người thân ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Xin chào anh em.